Hello, xin chào mọi người nhé. Thì lại là mình đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái con xe Hino cẩu loại mới nhất ở thời điểm hiện tại nhé. Và cũng khá là lâu rồi thì mình chưa có chia sẻ cho anh em một cái con xe Hino loại xịn nào. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái con xe Hino này khá là xịn sò nhé. Thì đây, thì ở trước mặt mình đây là một cái con xe Hino cẩu 500. Đây mình sẽ cho anh em xem nhé. Đấy, anh em thấy không? Nói chung là khá là đẹp luôn. Đó. Này, đã trước mặt đây thì mình có ghi chữ Phú Vượng nhé. Nói chung là một cái con xe Hino 500 cẩu theo gọi là sắt ở cái đường sau thùng của nó khá đẹp luôn anh em. Đấy, thì mình mong tất cả anh em cố gắng like cái video này cho mình khoảng tầm 300 người like. Thì mình sẽ chính thức, mình sẽ cập nhật link ngay ở dưới phần mô tả của video để anh em có thể là tải về và trải nghiệm chơi nhé. Đó, nói chung là khá đẹp luôn. Thì xe này thì anh em có thể là làm được skin kính này, các kiểu, nói chung là vân vân nhá. Đó. Thì cái vẻ nội thất của cái con xe này thì nó cực kỳ là đẹp luôn. Thì giờ thì mình sẽ gọi là đi vào trong cái nội thất của cái con xe này thì mình sẽ cho anh em xem nhé. Đó. Thì nội thất của cái con xe này thì vô lăng của nó thì là vô lăng Hyundai nhá, nhưng mà thấy nó cũng khá đẹp đấy. Đó. Nói chung là con xe này thì nó đẹp hơn những cái con xe Hino mà ở bữa trước thì mình có chia sẻ cho tất cả anh em ấy. Mình thấy cái vô lăng của cái con xe Hino này thì khá là đặc biệt nhá. Tại vì xe Hino mà vô lăng Hyundai thì nó khá là độc lạ. Đó, thì xe này thì nó có hai chế độ nhá. Thì mình sẽ mở cho anh em cái chế độ 1 này. Đó, chế độ 1 là mở gọi là cái bửng ở đường gọi là hông xe nhá. Đó, còn cái chế độ 2 là mở cái lắp thùng ở đằng sau. Nói chung là cái con xe này thì nó không có cái chế độ gọi là cẩu xoay lên đằng trước đầu xe hay là ngang xe nhá. Nói chung là nó chỉ có cái chế độ gọi là mở thùng ra thôi. Thì nói chung là cái xe này thì theo mình nghĩ thì nó cũng khá là ok rồi. Còn anh em nào mà gọi là thấy đẹp thì anh em có thể là comment ở phía dưới bình luận của cái video này của mình nhé. Nói chung là khá đẹp luôn. Thì tốc độ của nó thì nó cũng khá là bình thường thôi nha. Thì nó không có nhanh hoặc là không có chậm lắm. Nói chung là chạy thì rất là ok. Đó, thì con xe này thì mình khoái nhất là ở cái mặt ca lăng của nó nha. Thì mặt ca lăng của nó kiểu như là nhìn thấy nó có một cái miếng gọi là nhôm ấy, nó hiện lên ở mặt ca lăng của nó, nhìn thấy nó khá là sang chảnh luôn, cực kỳ đẹp. Thì khi mình soát cái bản mod xe Hino 500 cẩu này thì mình có để skin xe của cái con này luôn nhé. Một cái skin mình đã chế lại rồi và một cái skin gốc luôn thì mình cũng có để dưới phần mô tả của cái video này luôn nhé. Đó. Thì nói chung là mình chia sẻ cho anh em rất là nhiều xe ngon. Thế nên là anh em phải gọi là like cái video này cho mình thật mạnh vào nhé. Để mình có động lực. Thì sắp tới thì mình sẽ gọi là có những cái con xe nào mới đẹp mà thì mình sẽ lại free cho tất cả anh em gọi là không có tiền để mua nhé. Nói chung là một con xe thì nó cũng khá đẹp thôi. Đó, thì đường sau của nó thì nó chở theo mấy cái cục sắt gọi là nó bị rỉ sét đấy. Nói chung là nó khá là thực tế luôn nha. Thank you.
Nó thì vào trong cái nội thất của nó thì nội thất full luôn, không phải là xe demo hay là xe vớ va vớ vẩn gì nhá. Đó thì có nhiều anh em hỏi là xe này là xe demo, nhưng mà thực chất ra là con xe này không phải là xe demo nhá. Xe này là xe gọi là bản chuẩn chính thức luôn rồi. Vì cái nội thất, từ trong nội thất mà đi ra tận ngoài xe thì mình thấy nó khá đẹp, là nó sẽ full rồi nhá. Nói chung là cái con xe này thì mb của nó chỉ rơi khoảng tầm 55 mb thôi. Thực ra thì khi anh em xài điện thoại cấu hình yếu thì anh em vẫn có thể là chơi được cái con xe Hino 500 cầu này nhá. Nói chung là xe thì mb nó khá là nhẹ. Đó, chạy thì khá là êm và lướt luôn. Thì xe này á, thì mình độc thích nhất là ở trong cái khu vực cabin của nó thôi. Tại vì mình khoái gọi là vô lăng Hyundai nhá. Xe Hino mà vô lăng Hyundai thì nhìn thấy nó khá là độc lạ và đẹp mắt. Đó thì có nhiều anh em bảo là mình soát cái bản còi này, nhưng mà còi này thì mình vẫn chưa làm xong nhá, thế nên là anh em chờ, thì sắp tới chứ gọi là mình làm xong cái bản còi này thì mình sẽ lại chia sẻ cho anh em để anh em có thể là tải về và thưởng thức còi này nghe chơi nhé. Đó, xe này thì gọi là có hai cái cặp hình nhân ở trên đỉnh của lốc xe luôn. Nói chung là nó cũng khá đẹp. Hai cái hình nhân đấy nhá, thì khi anh em chạy gọi là ban tối ấy, thì anh em mở đèn lên thì nó cũng sáng lên luôn nhé. Nói chung là nó cũng khá đẹp luôn. Xe này thì tổng cộng là nó chở theo 7 cây sắt nha. Nói chung là nó cũng khá là to. Thì nói chung là cái bản OVB lần này của mình đang xài á, thì cái tiếng động cơ của nó nghe nó khá là êm và sướng nhá. Nó không gọi là có cái tiếng to ù giống như là cái bản OVB ngày trước mình có chia sẻ cho anh em ấy. Nói chung là tiếng động cơ thì cái bản OVB lần này nó khá là êm luôn. Đó, thì anh em nào muốn thích cái bản này thì sắp tới đây thì mình sẽ chia sẻ nhé. Đó, cái còi này thì mình nghe khá là phê luôn. Thì không biết là anh em nghe thấy cái bản còi này của mình như thế nào. Nếu mà thấy hay thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Rồi. Thì clip của mình cũng tạm dừng tại đây thôi. Thì mình mong tất cả anh em cố gắng like cho mình cái video này, đạt được 300 người like thì mình sẽ chính thức, mình sẽ cập nhật link ngay
cái con xe này ở dưới phần bình luận, dưới phần mô tả của video để anh em có thể tải về và trải nghiệm chơi nhé. Rồi, bye bye.